Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay là hành trình Ngân Hà đi chinh phục cá vàng của ai nhỉ? Trong tôm hộ không là cá vàng của ai nhỉ? Của sẽ trong tôm hộ không? Cái con cá vàng của Bồ Tát ấy. Xuống nó làm yêu quái ấy. Bây giờ mình sẽ đi chinh phục, nó thả nó về với thiên nhiên. Thiên nhiên, mọi người ạ, à, bây giờ đi mua cá nhỉ? Chứ không phải mua cá để ăn đâu. Đi. Con muốn lên núi mọi người ạ. Con muốn chú chép. Mình có thể làm. Ơ, con chép này to đấy. Chép to này nhá. Bao tiền con đấy đấy? Con này mấy cân nhỉ? Con này có đến cân đấy. Lấy cho cháu con đấy. Từ từ, cho con nước ấy. Cho con to, cho con nước, cho con sống. Nhìn nó sắp chết rồi kìa mọi người. Thả không rồi. Cho con to vào túi, con cho nước vào nhá con nhá. Mọi người, thằng Mu Vinh nó vừa bảo là mua cốc để thả. Mua ếch. Tại vì nếu mà thả ở sông ấy mọi người, nếu mà thả ở sông thì nó sẽ cá câu. Thì người ta câu là lại toang ấy. Số bọn này là may, ở đây có nhiều cá nhưng mà bọn mình lại chọn bọn này mọi người ạ. Bây giờ bọn mình sẽ thả ngay đây. Gần chết luôn. Không thả sông mà sẽ bị bắt mất đấy. Mình có làm gì đi nữa thì thì dư luận vẫn có rất là nhiều ý kiến trái chiều mọi người ạ. Nhưng mà bắt đầu kể từ hôm nay nhá, hôm nay là mùng 3 âm đúng không? Đấy, bắt đầu kể từ hôm nay là mình mong rằng là mọi người không tranh cãi gì nữa. Mình mong là đây là cái video cuối cùng để mọi người nói những cái lời như thế đối với cả bọn mình. Đấy, mình cũng không hiểu sao là cái chuyện buồn, mình nghĩ là mọi người phải chia buồn với bọn mình, nhưng mà có rất là nhiều người nói ác ý các thứ với mọi người. Rất là nhiều người nói ác ý. Mình cũng có rất là nhiều comment ác ý. Mình không hiểu các bạn ấy nghĩ như nào đúng mọi người ạ, nhưng mà thôi, dù gì thì cũng gọi là đã là mạng xã hội thì phải có người này người kia trong xã hội, có người tốt người xấu đúng không mọi người. Đấy thì đây là mình chỉ là mong thôi, mong rằng là các bạn sẽ không có một cái tranh cãi nào nữa đối với vụ việc lần này. Tại vì là bọn mình mọi người không phải người trong cuộc nên là mọi người mình mong rằng là mọi người đừng comment những cái lời như thế đối với bọn mình. Mọi người đã không chia buồn đối với bọn mình thì thôi, nên là cũng đừng nói những cái lời như thế. Và thì mình có xem được một cái video ấy, người ta nói rằng là khi mà tình yêu có sự cãi nhau, khi mà người thắng rồi ấy thì cũng mất đi cái tình yêu đấy. Bạn bè cãi nhau dù có thắng thì cũng mất đi một cái mối quan hệ gọi là bạn bè.
Thế nên mình mong rằng mọi người sẽ không tranh cãi gì nữa, vì thắng cũng chẳng được gì cả, hơn thua nó không được gì. Đấy, cái bản tính hiếu thắng thì đúng là mới đầu mình rất là bực, tại vì rằng là bọn mình đã trải qua những cái vụ việc như thế, mọi người đã không có một lời động viên an ủi, chớ mà mọi người còn nói những cái câu mà nó ác ý như thế đối với bọn mình. Đấy, cả bản thân bọn mình cảm thấy rất là khó chịu, và mình cũng lúc đó bọn mình cũng suy nghĩ rằng là mình bảo vệ lại những cái danh dự với cả nói chung là bảo vệ lại bọn mình, đứng lên bảo vệ lại bọn mình. Nhưng mà thì sau cái xem được cái video đấy mọi người, thì mình nghĩ khác rồi, bây giờ thắng thua không quan trọng đấy, mình phải làm thế nào mà giữ được cái mối quan hệ đấy mới là đẳng cấp, đúng không? Chứ còn thắng xong thì mất đi thì nó cũng gọi là mất rồi, chả được cái gì. Thế nên là mọi người đừng có tranh cãi gì đấy nhá. Mình chỉ mong rằng là những người yêu quý bọn mình cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ bọn mình, luôn có những lời động viên khích lệ tinh thần cho bọn mình cố gắng với cả lạc quan hơn. Còn những bạn nào mà ghét bọn mình hay là không xem được video của bọn mình thì chỉ mong mọi người một cái điều mong mà nó cực kỳ nhẹ nhàng đối với mọi người thôi. Mọi người không xem video, mọi người lướt qua video bọn mình. Đó, đấy là những cái lời cầu mong mà cực kỳ nhẹ nhàng đối với bọn những người đối với mọi người mà có không thích mình, có ác ý, ác cảm với bọn mình, không thích xem video mình, thì mong mọi người lướt qua. Còn nếu mà mọi người mà có thể rộng lượng hơn thì mọi người sẽ comment rằng là chúc mình, chúc mình là kiểu sức khỏe như nào đấy. Mình mong, chỉ mong đơn giản thế thôi mọi người. Đấy, hôm nay bọn mình có làm được một việc tốt, người tốt việc tốt đấy, nên là cảm giác như nào? Vui à? Thì vừa nãy em quên mất, mình lại đứng quay như này ra, xong rồi Phú vừa nói thăm mình lại đứng chổng ra cái đằng kia, xong rồi mình mới để ý mọi người ạ, quên mất mình không để ý. Đấy thì ok, cái video này của mình cũng đến đây thôi. Đấy, mua cá không phải để ăn đâu, cá mà để cho cá mà nó mình... về với thiên nhiên mọi người ạ. Từ lúc mà mình chuyển nhà mà mình chưa bao giờ ăn cá mà mọi người ạ, chưa một lần nào ăn cá luôn. Ừ, đúng luôn. Gà là chủ yếu, không ăn cá. Mày định nói gì? Ủa chứ có con nít đi bắt cá, câu cá kiểu gì chẳng cá. Bắt cá không ăn, câu cá không ăn. Câu cá xong rồi cứ về luôn. Anh chị bảo là sao thằng này ảo nhỉ, đi câu cá suốt mà không chịu ăn cá, bảo em không thích ăn cá. Mình thế, mình không thích ăn cá mọi người ạ. Đấy thì nhưng mà bọn mình ăn gà. Khổ. Nhưng mà gà công nghiệp ta thịt chứ. Do người ta thịt, nhưng mà mình mua thì người ta mới có thể mua, người ta mới phải có thể thịt cái con gà của người ta. Đấy, tóm lại là thôi, là mình cũng có tội rồi. Đấy, ok, mọi người mà có xem được video ở đây thì mình cảm ơn tất cả những mọi người yêu quý đã luôn theo dõi, ủng hộ, khích lệ đối với tinh thần bọn mình mọi người nhá. Còn những ai mà không thích xem video của bọn mình này thì mình vẫn rất là yêu quý mọi người luôn. Để một thời gian mọi người, khi mà mọi người nhận ra rồi, hoặc là mọi người suy nghĩ lại, khi mà mọi người có gọi là đến cái độ tuổi mà mọi người có con, có cháu ấy, mọi người sẽ suy nghĩ lại được hết mà. Đấy, mình vẫn rất yêu quý mọi người luôn. Mình chỉ mong rằng là những ai ghét mình đấy, không comment những câu ác ý nữa này. Đấy, không comment những câu ác ý để gây tranh cãi ở trên mạng xã hội nữa. Tại vì mấy ngày qua là quá là nhiều rồi. Đấy, thì khi mà những bạn anti-fan đấy, các bạn có chửi bọn mình, có nói những cái câu xúc phạm bọn mình, thì tất nhiên là fan, người yêu quý bọn mình sẽ đứng lên để bảo vệ lại bọn mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì thôi mặc kệ nha. Bây giờ tất cả những ai yêu quý bọn mình này, muốn bảo vệ lại bọn mình này, thì các bạn không cần phải dép những các cái comment đấy mọi người nha. Mọi người cứ lặng im đi. Mọi những ai mà có comment chửi bọn mình hay là như nào với bọn mình thì họ tự chửi, mình không nghe thì là họ tự